Xin chào các bạn, tôi là Thanh Sơn ở cây cảnh chợ hàng.com. Hôm nay tôi có một cái cây sứ ở vườn, nó cũng quai quái một chút. Tôi muốn lấy nó ra để cắt thành một cái cây sứ bonsai, cũng xin giới thiệu cùng các bạn. Bây giờ tôi có cây sứ này, cái này nó có mỗi một củ thôi, mà trông nó cũng rất là quái. Thế mà tất nhiên nó có những cái bộ rễ này. Bây giờ chúng ta cần phải cắt sửa nó đi để thành một cây bonsai, và trong khi đó tôi sẽ lấy cành nhá để tôi dâm cây. Thế mà dâm thành một cái cây con mới, chúng ta vừa sửa được một cái cây bonsai mà chúng ta lại vừa có cái cây con để chúng ta dâm. Bây giờ đấy, cái cây này đấy thì tôi thấy nó có một cái thân chính này, nó lên đến đây thì nó sẽ có cái đoạn này nó thu đấy, cái đoạn này nó thu, cái cung này của nó là rất đẹp. Ý tôi là tôi sẽ cắt cái bỏ cái cành này đi và đem dâm cái cành này, ta sẽ có một cái cành to. Thế các bạn chơi sứ ấy, thì cái cây sứ này nó có cái cây sứ hạt và cây sứ dâm cành. Cái cây sứ hạt thì cái tính năng củ nó ra ấy, thì là bao giờ nó cũng hay giống nhau. Còn chúng ta dâm cành ấy thì cái tính năng cái rễ củ nó ra nó khác nhau. Nếu mà chúng ta làm bonsai quái quái đấy thì chúng ta nên sử dụng cái sứ cành, thì chúng ta dâm thì nó sẽ có cái những cái gốc rễ quái như cái cây này. Thế còn nếu mà chúng ta mà dùng sứ hạt đấy thì nó hay đồng đều hơn, và chúng ta làm những cái lơm hình, gọi là hình tán lơm tán lung ấy, thì là nó tôi gọi là cân thì nó dễ làm. Nếu còn chúng ta mà làm những cái cây mà nó quái, có những cái hình dáng cổ quái như con vật hay là cái gì đó, thì là nó chúng ta dùng cái loại sứ chúng ta ươm cành ấy, thì là nó sẽ có những cái rễ củ quái hơn, thì chúng ta lựa để chúng ta làm cây bonsai. Bạn là người yêu cây, bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh chợ hàng trên Facebook. Hãy đúc chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé. Đây, tôi cắt gọn một cái đấy. Thế còn thứ hai là những cái cành con trong bụng này, chắc chắn là những cái cành bụng này chúng ta cũng nên phải bỏ đi, vì cây bonsai chúng ta không để cành trong bụng. Mình phải cắt đứt luôn chứ không cắt kiểu nấm nấm là Cái sao? này chúng ta cắt cây bonsai này, cắt cây nấy chúng ta lấy cây bonsai này, thì cái cành này chúng ta cắt, gọi là cắt cành để dâm luôn chứ chúng ta không cắt chiết. Còn cắt chiết thì tôi sẽ giới thiệu sau. Bây giờ tôi sẽ cắt cái vết cắt cho nó đẹp đã, vì cái này chúng ta sẽ lựa lấy cái cây bonsai này là chính. Và vào cái mùa như hôm nay của tôi cộng với ở miền Bắc của chúng tôi đấy, thì là cái thời điểm này là chúng ta có những cái cành cây mà nó đủ độ già ở đây, chúng ta dâm thì chắc chắn là nó sẽ sống, tỷ lệ sống của nó đến trên 90% đấy. Bây giờ tôi sẽ cắt lốt cái cành trong bụng rồi đi. Tí nữa tôi sẽ bôi vào những cái vết này để tránh nó nhiễm khuẩn đấy. Thì các bạn dùng trồng xanh si, lộc vừng hay là một số cây thân gỗ khác thì các bạn dùng keo liền da. Còn sứ này chúng ta dùng keo liền da cũng được, nhưng mà không hay bằng chúng ta dùng vôi. Vôi nó cũng sát khuẩn, mà cái sứ này nó với vôi nó rất là hợp. Nếu mà cây sứ mà bị thối củ chúng ta cắt khoét đi thì chúng ta cũng bôi vôi vào sẽ liền tốt hơn là chúng ta dùng keo liền da. Đó, các bạn thấy không? Tôi đã cắt ra bắt đầu thấy cái thân của nó, bắt đầu nó có thân rồi đúng không? Nên cái bộ rễ này của nó chúng ta tôi cũng thấy là nó lằng ngoằng quá. Tôi sẽ bỏ cái bộ rễ trên này đi. Bỏ cái bộ rễ ở gần gần cổ của cái cây này đi. Bây giờ tôi cứ cắt tạm đi đã, rồi tí này tôi lại cắt sửa. Đấy, ta cắt bỏ đây nè. Các bạn là chơi sứ thì bonsai nó có một cái ưu điểm là nó rất ít thối. Vì sao? Nó bonsai là nó ít cành, ít lá và không lớn nhanh. Thứ hai nữa là nó không bị thoái bệ. Các bạn có một cái củ sứ như này mà không mọc được mầm lên, các bạn cắt ngọn ấy, có thể các bạn để đấy hàng 2 năm nó cũng không hỏng. Chúng ta bắt đầu chúng ta cắt bỏ những cái rễ đi đã. Các bạn đã thấy không? Nó đã có một cái thân nó quay theo cái cây rồi, cái cung này trông nó cũng. Tất nhiên là xong rồi chúng ta cắt những cái vết cắt của chúng ta
khuyên lại cho nó trông nó vết cắt nó tự nhiên hơn, nó đã giảm cái độ khớp gọi là vấp đi. Bây giờ cái cành này nó bị lẻ sẵn rồi, tôi cũng cắt bỏ nó đi lốt. Đúng ra cái cành này mà nó không bị lẻ, chúng ta cắt để một đoạn thì cũng đẹp. Thôi ta cứ cắt bỏ nó đi, ta sẽ sau này nó sẽ mọc mầm lên thì chúng ta sẽ... Các bạn cắt cành sứ mà các bạn muốn nó không bị rắt dao, các bạn vừa cắt vừa cầm mở cái cành nhá một chút, ta cứ cứa như này này thì nó sẽ theo ý mình. Thế nếu mà các bạn cứ cầm dao cứa thì là nó bị kẹp cái con dao của chúng ta và chúng ta sẽ cắt nó không theo ý mình. Giờ tôi quay nhẹ nhàng này, các bạn nhìn thấy là chúng ta đã có một cái thân cây sứ đúng không, cũng kết hợp với một cái củ của nó rất là phù hợp đúng không. Bây giờ cái cành này nó cũng xấu quá, tôi cắt lốt nó đi. Các bạn vừa cắt vừa bẻ mở nó ra. Chúng ta làm cái đoạn cắt của chúng ta cho nó đẹp lại một chút. Bây giờ cái cây này đấy nó đã bị đảo ngả thân rồi đúng không? Chúng ta sẽ hồi lại. Tôi sẽ cái đoạn này nó thu, cái đoạn này nó hơi ngắn, thành ra tôi không muốn để cái này dài nữa. Chứ đúng ra là cái đoạn này nó phải dài, từ đây đến đây này nó dài dài một chút, mà nếu mà cắt ngắn thì chúng ta phải cắt đi để chúng ta đợi cành con nó ra. Vì cái đoạn này đấy, nói chung là không lên là cái đoạn ngoài này dài hơn cái đoạn trong này. Tôi có thể cắt ngắn đi một chút để chờ nó mọc mầm. Tốt nhất là ta xem có cái mắt lá ở chỗ mé dưới không. Chúng ta quyết định cắt thì chúng ta phải để ý cái mắt lá của nó, để chính cái mắt lá mà gần nốt cắt nhất thì nó sẽ mọc mầm. Chúng ta muốn có cái mầm ở đó thì chúng ta phải cắt cái nhát làm sao nó đúng cái lốt có cái mắt lá, cắt hơi vát một tí thì trông nó đẹp hơn. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu có một cái thân tương đối đẹp rồi đúng không? Bây giờ mà muốn đảo cành lại, chúng ta có thể để cành này để chúng ta đảo lại được. Và cành này chúng ta bỏ đi. Cái này có thể chúng ta, sau này chúng ta sẽ uốn. Nên tôi cắt ngắn khoảng đến đây thôi, để chúng ta nó mọc mầm tiếp. Bây giờ tôi kiếm được một cái chậu nó cũng hơi hơi vừa với cái cũng vừa vừa với cái cây này, nên tôi sẽ thử trồng nó vào đây. Nếu được thì ta để nguyên ở đấy, mà không được thì sau này có thể thay chậu. Giờ tôi sẽ lấy đất. Các bạn thấy không ạ? Từ một cây sứ rất là ngoành ngoàng đúng không? Ta cắt gọn đi thành một cái cây trông nó đã thấy bonsai rồi đúng không? Cành này tôi sẽ vít xuống. Bây giờ tôi lấy đất tôi trồng. Bây giờ tôi sẽ tiến hành trồng cái cây này vào. Trồng xong tôi sẽ, nếu mà các bạn sợ nó bị bẩn thì các bạn có thể bôi vào trước. Nhưng mà thôi tôi cứ trồng trước rồi tôi bôi sau cũng được. Chúng ta giữ gìn được cái vết cắt của ta là được. Cái chậu của chúng ta thì đương nhiên là phải có lỗ rồi. Chúng ta để cái mảnh gì vào đó để cho nó đỡ rơi đất ra ngoài và dễ nó đỡ nhét vào cái khe đó thôi. Đức ơi, lấy thêm tí đất nữa Đức ơi. Đổ xuống đất. Đổ đất xuống đất. Xẻng đây. Bây giờ đến cái phần chúng ta trồng. Tôi sẽ kiếm dây để tôi xem là cái cây này độ ngả của nó như nào thì phù hợp. Có lẽ là để nó hơi ngả này thì nó phù hợp hơn.
chúng ta cần thiết thì chúng ta sẽ lấy dây chúng ta buộc hoặc lấy gạch đá chúng ta chèn cái rễ cây lại. Các bạn cũng sắp rễ cây lại cho nó thuận chiều đi để những cái phần nó lên khỏi mặt đất ấy, chúng ta nhìn nó sẽ đẹp. Cái rễ thừa này chúng ta có thể bỏ đi. Các bạn lưu ý là những cái mảnh sứ thừa là chúng ta không nên chôn xuống đất nhé, ngâm vào trong chỗ gốc cây này nó thối, nó làm cái nguồn khuẩn, nó gây bệnh cho cái cây của chúng ta. Bây giờ muốn cái cây nó cao lên ấy, tôi sẽ lấy cái viên gạch, cái viên đá tôi kê vào đây thì là cây nó sẽ lên theo ý. Bây giờ tôi sẽ tìm một viên gạch hoặc là các bạn lấy xốp chèn kê cũng được. Để nó đỡ bị ảnh hưởng đến củ sứ hơn. Chúng ta đây là các cái cách mà chúng ta chống cây thôi. Cho nó đứng theo đúng vị trí, đổ đất xuống đây. Đổ đất xuống. Cái tay này đấy thì là có thể là hơi dài quá, bây giờ tôi cắt ngắn nó đi. Tôi sẽ lối tay bằng một cái đoạn nữa thì nó thành cái tay nó thu thì nó đẹp hơn. Tôi quyết định cắt ngắn cái tay này lại. Và tí nữa lấy dây vít nó xuống. Các bạn ạ, vít nó xuống. Nên tôi chống cái xốp vào đấy là cái cây nó đã đứng lên được hơn một chút rồi đúng không ạ? Cái này nếu mà quy về dáng chung ấy thì chúng ta thấy là cái cây này có thể là vào cái dáng bạt phong và hồi đầu. Nên bây giờ tôi sẽ đợi cành này ra đây, tôi làm tán vào đây và đảo một chút, tán ngắn ở bên này nữa là chúng ta sẽ được thành một cái cây bonsai. Bây giờ thì cái cây này ấy, vừa cắt xong thì trông nó cũng đã bonsai rồi. Nên chúng ta đợi có răm tán và có hoa nữa là chắc chắn là cây này sẽ rất lý tưởng. Nên chúng ta trồng sứ trong vườn ấy thì chúng ta dâm cành ấy, xong chúng ta trồng ấy, thì thế nào nó cũng có những cái củ nó quái. Nên chúng ta đem ra chúng ta làm bonsai, còn những cái cây bonsai thì nói chung là cây sum nó cũng là bonsai thôi. Nhưng mà cây này bonsai này nó kiểu bonsai nó quái chứ nó không phải là những cái cây sum dễ lơm xong rồi là chúng ta lên tán cân thì là cái đấy thì thông thường thì nó rất là dễ. Nhưng còn đâu là chúng ta làm những cái cây sứ mà nó từ những cái cành dâm ấy, một thời gian sau nó có củ ấy, cũng như kiểu chúng ta có cái giấy mỹ như thế, nó có củ ấy, có rễ củ ấy, chúng ta sẽ chọn những cái rễ quái của nó. Chúng ta làm những cái cây nó sau này nó độc đáo hơn, nó không có cây giống nhau. Thế còn chúng ta dâm sứ hạt lên thì nó đẹp thật, nhưng mà bạn khác cũng có thể có cái cây giống được, chứ giống cây của bạn được và tôi cũng có thể giống cây của bạn được. Là vì là gieo sứ hạt lên thì cái rễ lơm sum ấy, hoặc là các bạn làm rễ lơm rồi rễ bạch tuộc, thế là nó đều đẹp cả. Thế nhưng mà nó là cái dáng nó chung chung, mọi người đều có. Còn chúng ta làm những cái rễ sứ mà nó từ những cái cây, từ cái cành dâm lên ấy, không chúng ta được cái cây ấy, thì chính tôi cũng không thể làm cái cây mà có nhiều vườn tôi đến nghìn cây sứ nhưng cũng không thể là có cây giống cây này được. Nên là chúng ta nếu chúng ta có tôi có cây này rồi thì không có cây khác giống. Thế có nghĩa rằng là chúng ta nó độc đáo hơn. Chúng ta lên sẽ trồng sứ bằng những cái cây cành, dâm cành. Nếu mà các bạn muốn mua cành sứ thì đây chẳng hạn như tôi cắt cây bonsai ra này tôi sẽ có cành như này. Nếu các bạn đem về dâm ngay cũng được, nếu mà mua cành không về dâm cũng được. Mà chúng ta muốn mua cây dâm sống thì mai kia chúng tôi có cây dâm nó sống rồi. Các bạn cái sứ này vận chuyển nó dễ mà chúng ta bó cành mà
bò nhổ lên rũ rễ thì ta bó vào treo khô khoảng 5-7 ngày rồi thì là chúng ta trồng được thôi. Bây giờ cái vôi này thì chúng ta lấy cái vôi nước mà chúng ta hay để quét ve nhà đấy, vôi ve nhà đấy, chúng ta bôi vào cái mặt cát của nó. Thí dụ những cái mặt cát mà chúng ta này, chúng ta lấy cái, nếu mà không các bạn lấy cái bút quét được, đây có ít thì tôi tiện con dao tôi bôi thôi, còn không thì chúng ta chấm cái bút sơn đấy, gọi là hay có lơi hay gọi là cái chổi quét sơn đấy, thì là chúng ta bôi nó vào cái vết cát này. Các bạn bôi vôi là lý tưởng nhất đối với sứ. Còn tất nhiên là các bạn không có thì có thể lấy tí xi măng bôi cũng được, vì nó cũng như chống khuẩn. Còn nếu không nữa thì các bạn dùng đơn lẻ quá thì các bạn có, tức là không tiện lấy vôi thì có kiếm được vôi, các bạn có thể là mua cái keo liền da của cái đội làm cây thân gỗ ấy, các bạn bôi nó cũng được. Cái thân gỗ thì nó bao gồm nhiều thứ như là xanh si rồi lộc vừng rồi đa đề rồi là ninh sam hay là cần thăng, là chúng ta cũng đều dùng bôi keo liền da vào thì cái vết cát của nó không bị nhiễm khuẩn. Còn đây thì chúng ta bôi vôi vì sứ nó có cái lớp nhựa ấy, nên chúng ta bôi vôi nó hòa cùng với vôi để nó ra, sau này vôi nó bong đi ta cũng có một cái lớp da mới, sau này cái vết cát này nó sẽ dần dần nó liền lại, nó thành cái lớp da mới và cái cây trông nó có kiểu như già lua hơn là cái cây mà chúng ta trơn trụi không có vết cát này. Sau này nó mọc nó liền, nó sẽ có những cái vết kiểu như trong tự nhiên nó bị phá hủy đấy. Đấy thì là cái cây nó trông nó già lua nó, nhưng mà cái tán hoa nó lại đẹp thì nó mới là cây bonsai lý tưởng. Cây gốc thì rất là già, trông già cỗi thế nhưng mà lại lẩy lộc xanh tốt, hoa lại xinh đẹp nữa, thế là chúng ta sẽ có một cây bonsai vừa ý. Thế còn đấy thì tôi cũng giới thiệu một cái cây sứ mà tôi nhặt ở trong vườn, trong khi tôi thu dọn trồng lại thì tôi kiếm thấy một cái cây này nó có cái hình dáng nó quái, tôi đem ra tôi cắt thành cây bonsai. Rất mong các bạn xem kênh, các bạn ủng hộ chúng tôi nhé. Các bạn ủng hộ bằng cách các bạn nhấn chuông hoặc các bạn đăng ký kênh để mỗi một lần YouTube cây cảnh chợ hàng.com của chúng tôi đăng lên lại được đồng hành cùng các bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn một lần nữa. Các bạn ơi, các bạn hãy ấn vào nút đăng ký bằng cách các bạn chọn chế độ đăng ký ở như này nhé. Và nhấn chuông để nhận thông báo cho tất cả các video mới nhất của cây cảnh chợ hàng nhé.